Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Ban biên tập chương trình xin được gửi đến quý vị những nội dung chính sau đây. Bão Daniel đổ bộ vào bờ biển Libya hôm mùng 10 tháng 9. Khi đó người dân ở Derna cho biết họ nghe thấy tiếng nổ lớn khi hai con đập bên ngoài thành phố bị sập. Nước lũ tràn xuống Wadi Derna, một thung lũng cắt ngang thành phố, xuyên qua các tòa nhà và cuốn trôi người dân cùng nhiều nhà cửa ra biển, gây nên thảm họa kinh hoàng ở Libya. Libya đang cố gắng chôn cất hàng nghìn thi thể sau siêu bão Daniel. Công cuộc cứu hộ vẫn tiếp tục được tiến hành. Đội cứu hộ của Manta cử đến Libya hỗ trợ ứng phó thảm họa lũ quét đã tìm thấy hàng trăm thi thể các nạn nhân dạt vào bờ biển. Natalino Bezina, chỉ huy đội cứu hộ 72 người được Manta cử đến hỗ trợ thành phố Derna của Libya ngày 16 tháng 9 thông báo Chúng tôi tìm thấy khoảng 400 thi thể nhưng thật khó để đưa ra con số chính xác. Ban đầu nhóm xác định được 7 thi thể với 3 nạn nhân là trẻ em trong một hang động nửa chìm nửa nổi ven biển. Tuy nhiên càng tổ chức tìm kiếm xa hơn dọc bờ biển Đơn cùng người dân và lực lượng cứu hộ địa phương, nhóm chuyên viên Manta càng phát hiện thêm nhiều nạn nhân, phần lớn thi thể dạt vào một vịnh nhỏ gần thành phố. Nỗ lực trục vớt các thi thể khỏi vịnh gặp nhiều khó khăn do gió mạnh. Nhóm cứu hộ Manta bước đầu đưa được 10 thi thể ra khỏi khu vực. Sau đó hỗ trợ lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đưa thêm 60 thi thể vào đất liền. Các đội cứu hộ sau khi thu thập thi thể sẽ bàn giao về đầu mối chung là cơ quan chính quyền Libya. Cũng trong ngày 15 tháng 9, đội cứu hộ Manta hỗ trợ giải cứu một thợ lặn Libya gặp nạn khi đang tìm kiếm nạn nhân. Nhân viên cứu hộ Libya khi được đưa vào bờ không còn mạch, nhưng đội y tế đã hồi sức cho anh ấy thành công, sau đó chuyển anh đến khu cấp cứu. Trong nỗ lực tìm kiếm những người mất tích, nhiều đội cứu hộ từ Ai Cập, Tunisia, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar đã đến hiện trường. Thổ Nhĩ Kỳ cử tàu chở thiết bị tới thành lập hai bệnh viện dã chiến. Italy đã gửi ba máy bay tiếp viện và nhân sự cũng như hai tàu hải quân đến trợ giúp quốc gia Bắc Phi này. Tuy nhiên, các đội cứu hộ đang gặp khó khăn trong việc dỡ hàng vì cảng Derna đầy mảnh vỡ sau thảm họa. Công tác cứu hộ cũng gặp trở ngại bởi những dạn nứt chính trị ở đất nước 7 triệu dân, nội chiến triền miên và không có chính phủ nào nắm quyền kiểm soát toàn quốc kể từ cuộc nổi dậy lật đổ tổng thống Muammar Gaddafi vào năm 2011. Những khu vực trên cao của Derna, trung tâm thành phố đông dân cư, giờ đây đã bị san phẳng với những vũng bùn rộng lớn. Bãi biển ngổn ngang quần áo, đồ chơi, đồ đạc giày dép và các tài sản khác bị dòng nước cuốn trôi. Đường phố ngập trong bùn sâu, cây cối bật gốc ngổn ngang và hàng trăm ô tô bị hư hỏng, nhiều chiếc bị lật nghiêng hoặc lật nóc, một chiếc ô tô bị mắc kẹt trên ban công tầng 2 của một tòa nhà. Tổ chức Y tế Thế giới WHO và nhiều cơ quan khác vào ngày 15 tháng 9 đã kêu gọi chính quyền ở Libya ngừng chôn cất thi thể nạn nhân lũ lụt trong các ngôi mộ tập thể. Trước đó, một báo cáo của Liên hợp quốc cho biết hơn 1.000 nạn nhân trợ lũ quét nghiêm trọng hôm mùng 10 tháng 9 tại Libya cho đến nay đã được chôn cất tại các ngôi mộ tập thể. Nước lũ đã cuốn trôi toàn bộ các quận của Derna, một thành phố ở miền đông Libya, vào tối ngày mùng 10 tháng 9 sau khi hai con đập bị vỡ. Hàng ngàn người đã thiệt mạng và mất tích. Ông Kazunobu Kojima, quan chức y tế về an toàn sinh học và an ninh sinh học tại chương trình các sự kiện khẩn cấp về y tế của WHO cho biết: "Chúng tôi kêu gọi chính quyền tại các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thảm kịch không vội vàng tiến hành chôn cất hàng loạt hoặc hỏa táng hàng loạt. Trong tuyên bố chung do WHO cùng Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế ICRC, Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế IFRC đưa ra có kêu gọi quản lý tốt hơn việc chôn cất qua các ngôi mộ riêng lẻ được phân định rõ ràng và có thông tin dữ liệu. Các cơ quan này đồng thời cho rằng việc chôn cất vội vàng có thể dẫn đến đau khổ tinh thần lâu dài cho thành viên trong gia đình các nạn nhân và phát sinh nhiều vấn đề xã hội, pháp lý. Cơ quan này cũng bổ sung rằng thi thể các nạn nhân của thiên tai hầu như không bao giờ gây ra mối đe dọa về sức khỏe, trừ trường hợp các thi thể được chôn ở trong hoặc gần nguồn cung cấp nước ngọt. Milan Sablo, lãnh đạo pháp y khu vực châu Phi của WHO kể lại, các thi thể nằm rải rác trên đường phố, trôi giạt vào bờ, bị chôn vùi dưới những tòa nhà và đống đổ nát. Chỉ trong 2 tiếng đồng hồ, một trong những đồng nghiệp của tôi đã đếm được hơn 200 thi thể trên bãi biển gần Derna. Ông cho biết thêm, ICRC đã cử một chuyến bay chở hàng tới Benghazi vào ngày 15 tháng 9 với 5.000 túi đựng thi thể. Ngày 14 tháng 9, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết WHO sẽ trích 2 triệu đô la Mỹ từ quỹ khẩn cấp để hỗ trợ các nạn nhân lũ lụt tại miền đông Libya. Ông Tedros nêu rõ, nhu cầu sức khỏe của người sống sót ngày càng trở nên cấp thiết hơn, trong khi số người thiệt mạng ngày một tăng. Do đó, WHO sẽ giải ngân 2 triệu đô la Mỹ từ quỹ dự phòng khẩn cấp để hỗ trợ công tác ứng phó sau thiên tai. Cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani cho biết nước này đã phân bổ 350.000 euro, tương đương 373.000 đô la Mỹ để hỗ trợ ban đầu cho các nạn nhân lũ lụt ở Libya. Phát biểu trước Thượng viện Italy, ông Tajani cho biết một nhóm chuyên gia Italy đã bắt đầu ước tính thiệt hại do cơn bão tàn khốc gây ra ở thành phố Derna của Libya. Do tình hình nghiêm trọng, chính phủ dự định cung cấp các nguồn bổ sung. Ngoại trưởng Tajani nêu rõ trong hai ngày qua, Italy đã cử 3 máy bay chở thiết bị và đội cứu hộ tới Libya. Tàu hải quân Italy San Giorgio vẫn ở bờ biển Libya, trong khi một tàu khác đang trên đường chở trực thăng tham gia hoạt động cứu nạn, thiết bị di chuyển đất, 100 lều dã chiến và các đội chuyên trách trong các lĩnh vực khác nhau. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Đức cho biết đã cử 2 máy bay vận tải quân sự chở 30 tấn hàng cứu trợ tới Libya. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức, hai chiếc máy bay Airbus A400M chở 30 tấn nhu yếu phẩm, trong đó có lều, chăn, giường cắm trại và một máy bay chở 17 tấn hàng viện trợ đã hạ cánh xuống Libya. Chính phủ Indonesia cũng bày tỏ sẵn sàng gửi viện trợ tới các nạn nhân của thiên tai tại Libya. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Jakarta, chính phủ Libya vẫn đang liên lạc với Đại sứ quán Indonesia tại Tripoli về việc viện trợ cho các nạn nhân trong trận lũ lụt kinh hoàng. Chính phủ Libya thừa nhận đang gặp khó khăn trong việc xác định thiệt hại về người cũng như quản lý thảm họa do vấn đề chính trị và địa lý tại quốc gia này. Theo số liệu của Bộ Ngoại giao Indonesia, hiện có 282 công dân Indonesia ở Libya và hiện chưa ghi nhận công dân nào là nạn nhân của thảm họa thiên tai tại quốc gia Bắc Phi này. Những cơn mưa lớn do bão Daniel gây thiệt hại nặng nề ở miền đông Libya vào tối ngày 10 tháng 9 phá hủy hai con đập gần thành phố ven biển Derna, khiến nước tràn vào thung lũng. Đến nay, giới chức y tế xác nhận ít nhất 5.500 người đã thiệt mạng và 9.000 người vẫn mất tích. Thị trưởng Derna Abdul Menam Al-Gaiti cho rằng Số người thiệt mạng tại thành phố ven biển này có thể đã lên tới 18.000 đến 20.000 dựa trên quy mô thiệt hại. Trong khi đó, Hội chữ thập đỏ Libya thông báo số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 11.300 người, trong khi công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang tiếp diễn. Libya điều tra vì sao lũ lụt làm chết quá nhiều người đến vậy, khi theo Tổ chức Khí tượng Thế giới, thương vong có thể đã giảm thiểu nếu có cảnh báo sớm. Theo hãng tin AP, ngày 14 tháng 9, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Libya cho biết Số người chết do lũ lụt ở nước này đã tăng lên hơn 11.300 người. Tuy nhiên, việc xác định số người chết thực sự do lũ tại Libya gặp nhiều khó khăn do tình trạng xung đột trong khu vực và mức độ hủy diệt của thảm họa quá lớn. Do đó, theo các quan chức địa phương, số người chết có thể lớn hơn con số được thông báo, có thông tin lên đến 21.000 người. Vào tuần trước, nhiều khu vực ở Libya hứng lượng mưa lớn chưa từng có và bị ngập lụt nặng. Ngày 10 tháng 9, nước lũ đã phá vỡ hai con đập, đẩy một dòng nước lớn đến thành phố Derna. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều người thiệt mạng. Ngày 14 tháng 9, Chủ tịch Hội đồng Tổng thống Libya, ông Mohamed Al-Menfi cho biết Hội đồng Tổng thống đã yêu cầu Bộ trưởng Bộ Tư pháp nước này điều tra vì sao lũ lụt làm chết quá nhiều người như vậy. Ông Mohamed Al-Menfi cho biết những người có liên quan, tắc trách sẽ phải chịu trách nhiệm. Cũng trong ngày 14 tháng 9, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cho rằng tình trạng lũ lụt như hiện tại ở Libya hoàn toàn có thể ngăn chặn được. Tổng thư ký WMO ông Petri Talas nói Nếu có một cơ quan khí tượng hoạt động bình thường, họ có thể đã đưa ra các cảnh báo Từ đó các cơ quan quản lý khẩn cấp đã có thể sơ tán người dân Ông Talas cho biết WMO đã cố gắng liên lạc với các quan chức Libya để thảo luận về việc cải thiện hệ thống cảnh báo ở nước này Nhưng vì tình hình an ninh ở nước này rất khó khăn, rất khó để đến được đó Theo hãng tin Reuters, Libya bị chia rẽ về mặt chính trị từ năm 2011 Chính phủ Libya được quốc tế công nhận không kiểm soát khu vực miền Đông, nơi đang bị lũ lụt ảnh hưởng nặng. Ngày 14 tháng 9, Libya bắt đầu nhận được viện trợ quốc tế. Văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc OCHA cho biết, Libya cần ít nhất 71,4 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ 884.000 người bị lũ lụt ảnh hưởng. Tính đến thời điểm hiện tại, lãnh đạo nhiều nước như Tunisia, Thổ Nhĩ Kỳ, Algeria, Ý, Ả Rập Xê Út cam kết sẽ hỗ trợ Libya. Tuy nhiên theo đài CNN, tình hình chính trị hiện tại ở Libya có thể gây khó khăn cho quá trình viện trợ đến tay các nạn nhân. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết tổ chức này sẽ chi 2 triệu đô la Mỹ từ quỹ khẩn cấp để hỗ trợ Libya. Ngày 14 tháng 9, chương trình Lương thực Thế giới WFP cho biết đã bắt đầu phân phối thực phẩm cho hơn 5.000 gia đình phải sơ tán do lũ lụt tại Libya. Lãnh đạo chính quyền miền đông Libya, ông Osama Hamad cho biết chính quyền đã phân bổ 10 tỷ dinar Libya, gần 2,1 tỷ đô la Mỹ từ ngân sách khẩn cấp để hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng. Trước đó, trung tâm khí tượng quốc gia Libya đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục 414,1 mm trong 24 giờ từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 ở Baida, cách Derna 100 km về phía tây. Theo tổ chức khí tượng thế giới WMO, chuyên gia thời tiết Maximiliano Herrera cho biết phần lớn lượng mưa này trút xuống khu vực đồi núi ở miền tây Libya trong vòng 6 giờ. Baida chỉ nhận lượng mưa 12,7 mm trong tháng 9 và trung bình hàng năm hơn 543,5 mm. Giới khoa học cho rằng biến đổi khí hậu khiến các đợt mưa lớn xuất hiện thường xuyên hơn tại khu vực những năm gần đây. Thị trấn Anabrok nằm giữa Bayda và Dona ghi nhận lượng mưa 170 mm. Theo website chuyên ghi nhận thông tin lũ lụt Floodlist, những nơi khác nhận lượng mưa từ 150 đến 240 mm. Các khu vực này đều nằm ở thượng nguồn nơi có địa hình cao khiến nước lũ tích tụ và dồn về vùng duyên hải phía đông nơi có thành phố Dona với khoảng 90.000 dân. Đơn na nằm sát bờ biển có vị trí thấp so với khu vực còn lại, khiến nơi này dễ bị ngập lụt. Đất đai trở nên khô rắn sau một mùa hè nóng và kéo dài, khiến nước mưa có xu hướng đọng lại trên bề mặt nhiều hơn là ngấm xuống lòng đất. Tình hình càng tồi tệ hơn ở Libya, quốc gia Bắc Phi vốn đã chìm trong chiến sự hơn 10 năm qua với các phe phái tranh giành quyền lực. Khu vực miền Đông, nơi có thành phố Đơn na do Liên minh đối lập kiểm soát. Liên minh này không được cộng đồng quốc tế công nhận, khiến các nỗ lực hỗ trợ liên lạc quanh vùng chịu thảm họa càng trở nên khó khăn. Derna có hai con sông chảy qua và được bảo vệ bởi hai con đập được xây dựng từ những năm 1970 để ngăn lũ. Tuy nhiên, do vùng này ít khi bị lũ lụt, hai con đập được xây dựng khá thô sơ với phần lõi được đắp bằng đất sét, hai bên thân được gia cố bằng đá hộc và đá răm. Bởi vậy, khi lượng nước từ vùng núi phía tây đổ về quá lớn, cả hai con đập đều nhanh chóng bị sói lở và vỡ, khiến khoảng 30 triệu mét khối nước đổ về Derna. Phó thị trưởng Derna Ahmed Madro cho hay, khu vực đông dân cư nhất của thành phố nằm ngay trên đường chảy của dòng lũ quét đổ ra biển những nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại